Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, tính đến nay đã 14 năm sau ngày khởi công, dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Đại Ninh ở Lâm Đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chỉ là một vùng đất bỏ hoang. Toàn cảnh dự án mới chỉ thấy một con đường nhỏ kết nối giao thông, một số ngôi nhà nhỏ, còn lại phần lớn là đồi núi, bãi đất trống. Siêu dự án tai tiếng Sài Gòn Đại Ninh từng bị đề nghị thu hồi. Dự án khu đô thị Đại Ninh sau đó được tiếp tục thực hiện khi thanh tra chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra. Chính siêu dự án này cũng đã khiến ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, nhiều lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng phải vướng vòng lao lý. Ai là người đứng sau siêu dự án đại họa Đại Ninh? Nhân vật bí ẩn đó có mối quan hệ thế nào với bà Trương Mỹ Lan, ông Mai Tiến Dũng? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Cơ cấu cổ đông Sài Gòn Đại Ninh ra sao? Dự án Sài Gòn Đại Ninh có tổng vốn đầu tư lên tới 25.243 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng lên tới 3.595 hectare. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, viết tắt là Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Hoàng Thanh Bách và ông Nguyễn Cao Chí. Trong đó, ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã bị bắt tạm giam từ tháng 1 năm 2023. Về cơ cấu cổ đông, thông tin hiện tại thể hiện Sài Gòn Đại Ninh có 8 cá nhân góp vốn. Trong đó, người sở hữu cổ phần lớn nhất là bà Phan Thị Hoa với 88,5% vốn, tương ứng 1.770 tỷ đồng. Tiếp đến là bà Đào Thúy Hằng và ông Phan Văn Đức đều nắm 5% vốn, tương đương 100 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Thọ, Nguyễn Văn Lam, Trần Tấn Công, Trần Hồng Thắng, Nguyễn Đình Tùng chỉ nắm 1,5% vốn. Trong danh sách cổ đông sáng lập thời điểm đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phương Nam đã góp 264 tỷ đồng, tương đương 88% vốn điều lệ. Còn lại các cá nhân khác như ông Hoàng Văn Thọ với 5%, bà Đào Thúy Hằng với 2%, các ông Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Lam, Trần Tấn Công, Trần Hồng Thắng chỉ nắm giữ từ 1 đến 2% cổ phần. Người đại diện theo pháp luật ban đầu công ty là bà Phan Thị Hoa, sinh năm 1958, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trong lần đăng ký thay đổi diễn ra vào tháng 1 năm 2021, người đại diện theo pháp luật công ty chuyển từ bà Hoa sang ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc. Mặc dù cập nhật dữ liệu về đăng ký kinh doanh, bà Phan Thị Hoa vẫn nắm cổ phần chi phối tại Sài Gòn Đại Ninh, nhưng thực tế công ty này đã đổi chủ. Thông tin về Sài Gòn Đại Ninh được cập nhật tại kết luận điều tra của cơ quan công an trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, theo kết luận, thỏa thuận giữa ông Nguyễn Cao Chí và bà Phan Thị Hoa vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã ký hợp đồng bán 100% vốn điều lệ cho công ty cổ phần tập đoàn Bến Thành Holding Group, công ty con của tập đoàn Capella, với giá 5.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Chí sau đó dùng công ty trách nhiệm Capella Hospitality, một công ty con của tập đoàn Capella, đứng tên mua lại. Theo đó, Capella Hospitality đã bỏ ra 1.530 tỷ đồng để nhận lại 51% vốn điều lệ của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Đến tháng 9 năm 2022, ông Nguyễn Cao Chí tiếp tục nhờ em trai là Nguyễn Cao Đức đứng tên mua thêm 7% vốn điều lệ của cá nhân bà Hoa với 700 tỷ đồng. Như vậy, ông Chí đã sở hữu tổng cộng 58% vốn điều lệ tại Sài Gòn Đại Ninh, với số tiền trả bà Hoa là 2.230 tỷ đồng. Nguồn tiền thanh toán là tiền nội bộ tại Capella và vay tại Sacombank. Cũng bởi vậy, đến tháng 1 năm 2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 8, người đại diện pháp luật chuyển từ bà Hoa sang ông Chí. Đáng chú ý, sau khi mua cổ phần Sài Gòn Đại Ninh, ông Chí thỏa thuận bán 100% vốn điều lệ cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan sau đó đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Chí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng 463,5 tỷ đồng. Ông Chí đã khai mới nhận tiền đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Sau đó bà Lan không mua cổ phần Sài Gòn Đại Ninh mà thống nhất với ông Chí chuyển thành 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang. Một thông tin khác trong kết luận đưa ra, từ khi thành lập đến nay, Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với một dự án là dự án Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Do dự án này thực hiện dang dở nhiều năm, nên về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này, trong nhiều năm chưa phát sinh doanh thu thuần, nguồn thu ít ỏi có được là từ hoạt động tài chính. Dự án đại họa kéo nhiều quan chức vướng vòng lao lý. Dự án Sài Gòn Đại Ninh có diện tích gần 3.600 hectare, trải dài trên 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hy Nê và Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng, có vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng. Dự án này bao trọn Hồ Đại Ninh, địa danh được ví như Hạ Long thu nhỏ ở huyện Đức Trọng, được cấp giấy chứng nhận từ cuối năm 2010. Sau 14 năm, dự án vẫn trong cảnh dở dang. Toàn cảnh dự án mới chỉ thấy một con đường nhỏ kết nối giao thông, một số ngôi nhà nhỏ, phần còn lại là đồi núi, bãi đất trống.
Năm 2020, Thanh tra Chính phủ có yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất với dự án. Lý do thu hồi là chủ đầu tư đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ tận thu lâm sản, chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng và đền bù tài nguyên rừng mà đã tiến hành làm đường giao thông. Tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ rút yêu cầu thu hồi này. Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai 2013. Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng cam kết, triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Sau đó, công ty Sài Gòn Đại Ninh có đề nghị chính quyền tỉnh Lâm Đồng xem xét việc điều chỉnh tiến độ, thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự án. Chủ đầu tư đề nghị nâng tổng mức đầu tư từ 25.000 tỷ đồng lên 30.200 tỷ đồng, đồng thời quy mô sử dụng đất không thay đổi. Dự án khu đô thị Đại Ninh cũng từng vướng không ít lùm xùm về vấn đề pháp lý. Sở Tài chính Lâm Đồng hồi tháng 10 năm 2021 có báo cáo diện tích rừng bị mất của dự án là 257 hectare, trong đó hơn 140 hectare được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định trữ lượng từ năm 2016. Sở Tài chính đã phê duyệt giá trị bồi thường tài nguyên rừng hơn 6,6 tỷ đồng. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã nộp đủ. Diện tích 117 hectare rừng còn lại được xác định trữ lượng 3.447 mét khối. Sở xác định giá trị bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty Sài Gòn Đại Ninh không thống nhất về diện tích, trữ lượng và có đơn kiến nghị. Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh đã khiến nhiều quan chức vướng vào vòng lao lý. Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng cũng đang bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong mối liên quan đến vụ án tại dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp và Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Ánh cũng đã bị bắt trong quá trình điều tra về vụ án này tại dự án Đại Ninh. Bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra từ tháng 8 năm 2023 về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại dự án đẩy tai tiếng nói trên. Thưa quý vị, tháng 6 năm 2020, tại kết luận Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Nhưng đến tháng 7 năm 2021, cơ quan này lại đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013. Kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh được sửa lại sau một năm kể từ khi ban hành và sau 3 tháng kể từ khi phúc tra. Ba cán bộ Thanh tra Chính phủ bị khởi tố sau khi nhận hối lộ để sửa kết quả thanh tra siêu dự án Đại Ninh. Thanh tra Chính phủ đã sửa đổi nội dung gì tại kết luận thanh tra siêu dự án Đại Ninh? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại kết luận số 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho công ty Sài Gòn Đại Ninh. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 3.595 hectare và tổng nguồn vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng. Theo tiến độ đầu tư, dự án được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2018. Tuy nhiên, từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368 hectare. Năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty Sài Gòn Đại Ninh bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng hơn 6,6 tỷ đồng. Dự án cũng chậm tiến độ so với chứng nhận đầu tư nhiều năm. Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận số 1081, sửa đổi bổ sung kết luận thanh tra số 929. Thông báo này gồm hai phần. Phần 1 là sửa đổi điểm 1.3, khoản 1 về chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của hai dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư. Bổ sung điểm 1.12, khoản 1 gồm liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Trường hợp công ty vi phạm cam kết
hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, ra soát, kiểm tra lại tính pháp lý của quyết định số 2020 Ủy ban Nhân dân ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền, chỉ đạo ra soát, yêu cầu công ty nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án nếu có theo quy định. Ở phần 2 thông báo 1081 nêu, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến tại văn bản số 4208 của Văn phòng Chính phủ về kết luận kiểm tra, xác minh nội dung, kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đại Ninh. Theo đó, đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 715 ngày 10 tháng 5 năm 2021 về kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo thẩm quyền chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ theo đúng các quy định của pháp luật. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung và kiến nghị tại văn bản nêu trên, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo quy định. Một số cán bộ thanh tra bị khởi tố vì nhận hối lộ. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, liên quan dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, việc ra soát, sửa đổi, kết luận thanh tra thực chất không phải là thanh tra lại. Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận năm 2020 về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng ở Lâm Đồng, Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài, đơn vị hỗ trợ pháp lý, có nhiều lần gửi đơn đề nghị xem xét lại cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án. Thanh tra Chính phủ cũng nhận 4 văn bản của Văn phòng Chính phủ, thực hiện ý kiến chỉ đạo. Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác 4 người vào năm 2021 để kiểm tra, xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Căn cứ là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đây là cơ sở pháp lý. Về sau có xảy ra việc liên quan Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển tiền ngân hàng SCB và vụ án được cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Có một số cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ bị khởi tố, tạm giam, chủ yếu là nhận hối lộ. Theo ông Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ sau đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, buộc thôi việc các công chức có liên quan tới vụ án và cũng xử lý khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp. Vẫn theo ông Đoàn Hồng Phong, việc thành lập tổ ra soát dự án Đại Ninh trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng do Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ký. Ông Phong khẳng định, Tổng Thanh tra chỉ cho chủ trương thực hiện quy định của pháp luật theo phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, với trách nhiệm Tổng Thanh tra xác định có trách nhiệm để xảy ra vụ việc và cán bộ trong vụ án thì có trách nhiệm người đứng đầu. Thưa quý vị, được khởi công từ cuối năm 2010, tính đến nay đã 14 năm sau ngày khởi công, dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Đại Ninh ở Lâm Đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chỉ là một vùng đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Thậm chí, xung quanh khu vực đã được người dân trưng dụng để thả bò, phơi nông sản. Chính siêu dự án này đã khiến ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, nhiều lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng phải vướng vòng lao lý. Siêu dự án đầy tai tiếng Đại Ninh đã có cú quay xe ngoạn mục để thoát án tử như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6 năm 2020, tỉnh Lâm Đồng xôn xao vì kết luận thanh tra số 929 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có siêu dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, dự án Sài Gòn Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Dự án ban đầu thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ năm 2010 là 300 tỷ đồng, đến năm 2017 nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Chí sau những mua bán qua lại đã làm chủ siêu dự án rộng 3.595 hectare này. Từng có lúc, vị đại gia Nguyễn Cao Chí đề nghị nâng tổng mức đầu tư lên 30.200 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Cao Chí cam kết tiếp tục góp vốn và hỗ trợ nguồn vốn cho công ty trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án với số tiền 543,74 tỷ đồng, theo tiến độ triển khai dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Trở lại kết luận thanh tra 929. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 3 dự án có vi phạm về pháp luật đất đai và đầu tư gồm dự án thuê gần 80.000 m2 đất tại thành phố Đà Lạt để làm vườn ươm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đà Lạt, dự án xây dựng khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp King Palace của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu, dự án Sài Gòn Đại Ninh. Kết luận thanh tra 929, dự án Sài Gòn Đại Ninh có các vi phạm chậm tiến độ dự án, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính để xảy ra mất 257 hectare rừng và để lấn chiếm 111 hectare đất rừng.
vi phạm trật tự xây dựng khi xây dựng hội trường 560m² và 15 nhà chuyên gia không có giấy phép mà cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt để. Thanh tra Chính phủ nhận định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và các tổ chức cá nhân liên quan qua các thời kỳ. Thoát án tử nhưng tiếp tục bỏ hoang. Sau khi có kết luận thanh tra 929 của Thanh tra Chính phủ, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra theo kiến nghị của doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong tổ công tác này có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, người sau này đã bị bắt về tội nhận hối lộ tại dự án này. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thời điểm đó là ông Trần Văn Minh đã mất ký thông báo kết luận số 1081, sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra 929, trong đó rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh. Đồng thời bổ sung yêu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai 2013, yêu cầu hoàn thành dự án đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã phê duyệt. Trường hợp công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định, đồng thời rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý quyết định số 2020 ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền, chỉ đạo rà soát, yêu cầu công ty nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án nếu có theo quy định. Và từ thời điểm này, siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Chí chính thức thoát án tử theo kết luận thanh tra 929, tiếp tục được thực hiện. Sau đó, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ. Thậm chí tháng 10 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng có văn bản đề nghị công ty Sài Gòn Đại Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mà không phải chờ khi có giá chuyển mục đích sử dụng đất và nộp xong tiền sử dụng đất mới triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục dự án. Việc xác định giá giao quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện đồng thời với thủ tục triển khai đầu tư xây dựng dự án. Dự án được xem là trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến nay vẫn là một vùng đất hoang vu, nhưng đã khiến nhiều người vướng vào vòng lao lý. Thế nhưng đến nay, siêu dự án trải rộng trên 4 xã của huyện Đức Trọng, được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, vẫn dậm chân tại chỗ. Sau 14 năm, dự án chỉ thực hiện được khoảng 10% để xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, công trình xây dựng xuống cấp. Thế nhưng cú thoát án tử ngoạn mục của dự án đã đánh đổi bằng việc nhiều quan chức vướng vào vòng pháp luật. Trong đó có ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh, Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Vụ án liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh đang được tiếp tục mở rộng điều tra.